Tuyết Hương xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay Hương rất là vui, rất là phấn khởi, tại vì cậu của Hương đưa ra một cái thử thách là Hương ăn 5 trứng hột vịt lộn thì sẽ được treo thưởng. Thì Hương nghe vậy là Hương thấy phấn khởi, mình vừa được ăn mà vừa được treo thưởng đó, thì Hương đi chợ liền luôn. Thì Hương với cậu của Hương ấy, thì hai cậu cháu đang trên đường chuẩn bị đi ra chợ mua hột vịt lộn. Đây có mấy cái hoa đẹp quá nên Hương dừng lại Hương quay luôn. Đây là hoa 10 giờ. Thì qua 10 giờ nó sẽ tàn rồi. Hồi bên đó kia nữa kìa cậu. Cái con đường này là giống như cái con đường hoa 10 giờ luôn. À, bự bự không à. Cái này đất chắc đất nó tốt này. Đồng hoa 10 giờ, đi ngang đây mà thấy mà mê luôn. Quá trời luôn, hai con đúng màu luôn. Dạ, có màu trắng nữa kìa. Anh Diệu ơi, hôm bữa xin ở nhà em phải không? Hả? Hôm bữa có xin nhà em phải không? Hả? Mấy cái bông này nè, hồi lúc trước săn của con chưa có chán đó. Cha con chồng rồi cái bé nó lại nó xin. Giờ nó tốt quá trời luôn. Cái bông nó đẹp quá hả? Thôi giờ mình đi chợ sinh sống, cậu ơi, con rất là háo hức để được trải nghiệm cái thử thách này. Sắp diễn ra một cái trận chiến thực phẩm. Đi cậu. À thì cái đường đi vô nhà Hương có qua một cái cánh đồng lúa rất là đẹp. Lớn hơn nhiều á. Từ trong nhà Hương đi ra chợ thì cũng khoảng 30 phút thì Hương cũng tới chợ rồi. Thì Hương mua hột vịt lộn ở chỗ lò, nó chắc ăn hơn và nó ngon hơn. Thì Hương lại Hương mua. Chị lấy cho em con nhỏ này 50 đi hay con? 50 con nhỏ. Con bự lấy 10 đi chị. Cho mẹ. Chú phê phê con Hương tôi biết rồi. Đây là giữa nước đó hả chị? Giữa đặt nước lộn xộn. Đặt nước gì cũng có, muốn chứ đặt có chứ đặt nước có giữa nước à. Ôi, bắt đôi bao bữa hả? Chị có tháng rồi mới có. Bữa nay ăn ăn xỉn luôn nè. 50 trứng. Chết luôn hả? Đâu mà còn nữa. Dạ.
đủ 50 rồi con. Đi coi, đặt con 20 bữa con lên nữa. Lấy gầu gầm 24. 24 ngàn. 200 ngàn. Rồi chém gỡ chị. Còn Lan đẻ đâu mình đẻ lỗ rồi. Cảm ơn. Chỉ con em chỉ con. Tại đó tới năm sau 6 tháng nó đẻ, mình đẻ nó đẻ là mình chia. Rồi xong. Đây là 50 trứng gì lộn với con nhỏ. Còn 10 trứng thì con hơi to xíu. Hả? Được. Một em. Rồi hai trái đủ rồi. Trái này trái. Móc hai. Thôi đây rồi, câu vớt đây luôn rồi. Dễ hả? Đây là đây là thành quả rồi, gãy luôn cây bóc. Anh Tư mới đi đón tre về hả anh Tư? Dạ. Ui, mệt. Đốn nhiêu cây là anh Tư? 20 cây. Kéo ra nó mệt ha. Mệt chết luôn. Chết luôn. Chặt ha. Rồi chị tự chặt đi. Rồi xong. Đây. Này ngọt không? Còn non không? À cái này miếng cháo nè. Cái nước dừa. Cái dừa xanh đó đó, mấy nước ngọt đó. Nước ngọt hết nước luôn á. Bát cao su của anh Tư cây tre.
cột lại cái móc. Rửa che nào vừa vừa thon thon được. Dạ phơi cho nó khô chứ từ nó nhẹ. Để mẹ chặt dừa mà ở đây con nheo nheo mắt nha. Dừa nhá. Sợ nó văng lên nó giật mình chứ vậy nha. Chưa đầy đủ chưa xong. Hai được rồi đó con. Hai trái được. Đúng rồi. Hai trái nó mẹ chặt qua kia đi. Rồi mình cho miếng nước vô nó. Rồi cái này mẹ chặt qua kia đi. Đi, dạ. Xong đó nhỏ nó hết ghê nó về người ta mướn đi hát hết trời đó. Bé đó hả? Ừ. Cái mặt chỗ đó liệu dưa liệu cảm á. Cái nướng tròn mại cái. Nhà có ơi mình ăn dạo không đâu anh. Không cũng không. Mình phải làm cho nó vàng nó mới giòn, nó không có cứng. Ăn đua à. Giờ cho vô đây ba muỗng hạt nêm. Nó tắm mỗi gì kiến trong. Đây cũng là bí quyết người ta bán một vịt lộn đó con. Đúng rồi. Này là người ta luộc bằng nước dừa với là tên yêu vô đây á. Cho nó cái vị nó ngọt ngọt, đậm đậm á. Có người thì cho thêm xí tàu xì á. Xong cho một xíu bột ngọt vô nó là được. Tôi nè, tại sao bữa nay tôi già quá nên tôi giờ mặt tôi lại một lần. Tại vì có nước dừa nó ngọt. Chứ hộp vịt lộn nó ngọt. Mày nhậu mày già là mày ơi. Phải đâu. Thấy mà không hỏi. Thích ta. Buồn ngủ. Thiệt. Còn bé là biết nhậu rồi phải không? Thèm nếp là tôi nhảy con vạt thiệt á. Nhảy con vạt không nổi. Vui lắm. Mình tự sướng thôi. Nữ sướng. Lớn trời. Lớn trời. Bà biết không? Lâu lâu mình tự sướng một lần. Bé đi. Con ba chồng người. Ước hình được. À, hồi sáng thì cậu thử thách là Hương ăn một mình, nhưng giờ có Hương có mấy thím mấy chú lại thì thử thách nó càng vui hơn nữa. Thì đầu tiên là con sẽ cho mọi người thưởng thức cái trứng trước đi nè, thưởng thức cái mùi vị nó ngọt nó mặn sao đó. Là cái đầu tiên mình thưởng thức thôi, mấy cái sau mình đâu còn kịp thưởng thức nữa. Là không tính đó phải không? Cái đầu tiên là không tính. Vậy là 11 hộ còn mới ăn 100 ngàn. Thôi thì mai không chơi. Rồi con không có quy định là chục hộ cái chưa, bây giờ ăn hộ có xong không? Rồi cái con đếm là ăn không thấy ăn hết trơn rồi. Bây giờ con nói là 1, 2, 3 là trong vòng 1 phút là ai ăn được nhiều nhất thì đó thắng. Vô chồng khỏi dây. Con cho ăn một chút thử thức thôi. Vậy là yêu cầu ai 1 phút 30 giây ai ăn được nhiều. 1 phút 30 giây đó ai ăn được nhiều thì đó thắng rồi nha. Phải để cho ngủ với thứ hai mới được nha. Ngủi á không? Ngồi thì mình để cho ấm ấm. Bây giờ gì đây là trước khi ăn là phải đếm một. Là vô là nói bắt đầu bấm chuông nha. Vô chưa? Rồi. Vô là ăn nha. Rồi thì con nói là cho ăn 1 phút 30 giây đó ăn hết bao nhiêu không biết. Để tôi lột cho bà ăn. Ấy ừ. Ấy ấy đừng đừng. Nó cũng kinh. Đừng quay nha. Thì ăn cơm rồi à. Giờ nó nghe bắt đầu nói là nhảy cho nó xuống cơm. Trời ơi trời Hương ơi, sáng con đi chợ gì sao con không nói gì trơn vậy Hương? Phải con nói đi, thím hai không ăn cơm đâu đó. Mệt quá, mới tập thể dục như đó mệt quá. Giờ mình đếm 1 phút 30 giây á, ăn nó mới vui chứ một mình quy định mười chứ là... 1 phút 30 giây em còn ăn hết được 3 trứng cũng ăn rồi. Thì giờ mình ăn giống như mình ăn mà hết thời gian mình tổng lại ai ăn nhiều hơn người đó thắng. Đúng rồi. Để ăn trước hả? Ôi ngọt quá, ngon mày ăn đi. Không. Ở đây mát rồi. Ngoài cô chú anh chị các bạn ngồi ăn dưới không nha. Gió cũng chết bà này, phải sợ gió. Mày không ăn không ăn đâu, để bụng ăn trứng. Để bụng ăn trứng. Em ở đâu bời bay đây ông Bách? Ở Nha Si nè anh. Hè Nha Si hả? Ghê gần chùa không? Ghế chùa, ghế chùa cũ. Vậy là đoạn từ nhà anh Gôn đồ đó ha. Đúng rồi, đoạn nhà đó. Gôn bán tập quá đó hả? Đúng rồi, tập quá, nhà kế nhà bác sĩ luôn.
con hình như hai đứa con hay ba đứa ta? Hai đứa à, đứa gái. Một trai phải không? Mà tới con biết thì biết những hai đứa. Rồi sau này thì không có gặp lâu quá, không biết có thêm đứa nào không. Bắp này anh đi đếm lại rồi về lự luộc hả? Đúng rồi. Sao mày em nghe nói bắp này luộc có để pin gì nữa có không? Cái đó không gành không biết đường trả lời, nó không dám trả lời. Nếu mà gành thì nói được, mình không có gành về vấn đề đó. Không, cái đó mình, là ủ khô luôn, không được làm, nước đâu. Làm chi hại dân mình chi. Đây dân mình đây còn ấy nữa hại chi dân mình. Chị mua nhiêu chị? Chục cái này. Chục cả. Dạ. Để mình lựa cho dân. Dạ. Một chục là 14 trái hả? Dừa là 12, còn bắp là 14. Cao là 10 mười mấy ta? Cái đó em không gần. Cao đó không gần. Cao là chắc nhiều ạ, à. Cao chắc 17 18 gì đó. Cái này không? Cái này ngon rồi. Ha. Nó chắc hột á, cạp đều đều nhau á, để có ít hột có người cạp nhanh đó, người ta thắng dễ á. Cho nó đều đều hột á đẹp. Thi đua hả vậy? Dạ, về cạp đua. Cái này nè, đều nè. Đó, rồi tặng cho trái này luôn. Đó, à, im. Vừa thổi vừa ăn đi. Cô bác vừa thổi vừa ăn đi. Bánh bò này, bánh bò nóng hổi vừa thổi vừa ăn đi. À, hộp dịch á thì Hương thấy nó chín đều rồi. Giờ Hương vớt ra để cho nó nguội để chuẩn bị cái thử thách. Khi mình đập ra nữa. Đây, Hưng vớt ra xong rồi. Giờ Hưng để cho nó nguội nguội xíu. Thì tí nữa thi nhau ăn á, thì nó dễ ăn hơn. Để nóng có mấy cô ăn nóng phỏng tội nghiệp người ta. Thì cái giải thưởng Hưng đưa ra thì nó cũng không có cao. Hưng với cậu là cũng chủ yếu là giờ vui chơi thôi. Thì vừa ăn thì mấy cô chú thì cùng nhau xúm nhau lại vui chơi. Mình để đây đi cậu cho gió. Thì nhìn bàn á là có 5 trứng hột vịt lộn, Hương cũng đã luộc chín rồi, 50 trứng. Thì cũng luộc chín rồi. Thì Hương cũng bày ra mâm. Thì bên đây là có mẹ mua mấy trái bắp mẹ? 12 phải không? 14. 14 trái, 14 trái bắp. Thì trong mỗi cái mâm này thì Hương có để 100.000. Thì bây giờ đầu tiên á là sẽ ăn thử thách ăn hột vịt lộn trước. Thì 1 phút 30 giây mình người nào khi mà hết thời gian á dừng lại thì mấy cô cái gì đó ai ăn được nhiều hơn thì đó thắng. Rồi xong rồi hơi nữa là vẫn tiếp tục 1 phút 30 giây nữa là mình ăn bắp. Thì giờ á thì thím hai với mẹ thím hai nữa thì cứ thưởng thức một trứng trước đi. Thì lúc này mình mới thưởng thức được thôi, nó đâu còn thời gian đâu thưởng thức. Giờ coi luộc nước dừa nó có thơm ngon không. Thì giờ mình ăn đi. Rồi hôm rồi cô chú anh chị các bạn cùng ăn nha, thưởng thức với gia đình Hương nha. Rồi ăn đi. Cầm lên ăn coi. Ăn đi. Rồi cô chú. Không, cái này để thưởng thức thôi, thôi nó đâu còn thời gian để thưởng thức. Rồi ăn đi. Thử đi, thưởng thức thôi. Lắm đó là nuốt. Ăn đi trời, ăn kịp người ta đi. Không có ngủ với cháu chạy. Anh ba ơi, tham gia anh ba ơi. Ngủ gì đó. Ngủ rồi, vô đó trời. Ngon quá. Cái trứng này làm như nó không có bị lộn mà nó bị... Hay là thím hai đồng nghe cái mẹ. Ô, mẹ có cái chén không cho con thôi khỏi để dở cũng được. Dạ. Thím có thím hai có chén nè, nè ngọt quá lại là gì cho nè. Ngọt quá. Rồi tao lấy muỗng tao không. Nào mà trả lại nha chứ đừng có thấy nha. Muỗng hay sao không đũa sao mà. Nó ăn chút cái đấy chút xíu à.
Tôi nói mà ăn đua là tôi ăn rồi đó, tôi lụm rồi đó. Tôi lụm rồi nữa. Kiếm hai ao trồng trồng đỏ thì bỏ mà ăn ngay cái hộp chứa. Nó gán. Gán. Nó dày dội chứ. Lấy chú gán đi. Để cái này không có ăn được. Cái này không có ăn được. Đó, đó, thế mày lấy chú gán đi mày. Cái chú gán này đừng có giữa nữa nha. Giữa nó là bà ăn rồi đó mà được hai chín rồi. Đâu có, nãy nè chị chính bỏ cho em. Lựa cho tôi ra đây nè. Giờ tôi mau hết luôn nè. Rồi dám thua đếm hai quá. Không có đây thua đếm hai quá. Rồi. Ừ, ngon quá nè. Ăn cho con nhớ con mày à. Chị đâu rồi? Không, ăn trứng không con? Không biết ăn không á. Nhưng lấy số lẻ ra đi. Rồi mình qua. Nè, không ăn con. Thì không vịt lộn á, mình luộc nước dừa thì nó ngọt mà nó thơm. Thì trong đây hơi có niêm một tí xíu gia vị nữa. Ăn đi, thưởng thức đi nghe. Con không ăn phút 30 giây cho gái nha. Trời mưa rồi. Không, không có làm nhiều không chào thôi. Thôi là có bỏ thì miệng ngon hơn ngay nè. Trứng này là để thưởng thức. Ngon. Đừng nghiệp anh vô kia nữa. Anh ba ăn vô đi chứ anh ba. Ăn ơi. Ăn không có rượu là ăn không tiêu. Mẹ đuôi chén cho. Dạ, không phải đâu nè. Bây giờ đổi chỗ đi. Không phải đâu. Ở đây được giỏ tôi ở đây nè. Giờ đó là hút qua đây ít đi. Đây. À, để đi. À. Em cho thấy mai về lấy. Trời ơi. Sao không thấy kiếm nhỏ hai là hơn. Bây giờ là nghỉ ngang. Ngưng nha, ngưng thiệt nha. Nói vậy chứ không lẽ tôi làm thiệt thôi trời. Mình thử thách với nhau mà. Mình có ăn được chưa? Được chưa? Hỏi đâu. Ăn ngang. Đánh nước chưa? Đó là bắt mình ăn hết nhiêu đâu, mình ăn nhiêu mình ăn, miễn có thời gian thì mình đầu hết thì nó thắng. Ờ, Vô chưa? Được chưa? Từ nha. Chưa mà, tôi khỏi được rồi trước mà. Khỏi được rồi trước không? Rồi giờ chuẩn bị cho nghe. Để con đọc một trứng coi. Khởi hai cầm lên đi. Nghe để con nói bắt đầu thì làm nghe. 1 2 3 1 phút 30 giây. Bắt đầu. Hai vô đợt rồi. Để lại ăn chắc ngắn luôn. Ngon.
sạch sẽ luôn con, còn ngay ngủ ngủ thấy không? Mà... con ngủ đâu nổi đâu. Con trợn trắng luôn rồi đấy. Thôi không được. Chùi nước mắt cái tôi. À, phần thử thách ăn hột vịt lộn cũng xong rồi, giờ là tới phần thử thách ăn trái bắp. Thì thời gian là đưa ra là 5 phút, tại vì 1 phút 30 giây thì nó ít quá. Thì giờ 5 phút đó, trong thời gian đó thì ăn được nhiều quá thì là thắng. Là cũng là 100 ngàn nữa. Rồi bắt đầu bây giờ là chuẩn bị nha. Bị chưa, bấm chưa? Giờ con nói bắt đầu là chụp luôn liền nha. Bây giờ con bấm giờ đó. Thì 5 phút chuẩn bị bắt. Đâu? Đâu? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bà mua bắp thì nó non dễ lắm mẹ. Thôi đó. Bữa nay mẹ không mua cái bắp non. Bà lấy nhà mấy trái non bắp dễ cạp đó. Bắp này không được. Không có đâu, trái non ngon. Bắp không được đều đó. Chứ nó non dễ ăn. Non. Ai điện vậy? Hết thời gian nó kêu nữa. Thời gian là nó kêu quá. Mừng quá. Thì sau hai vòng thử thách á thì thằng thắng thuộc về thím hai. Thì 1 phút 30 giây thì thím hai thắng được là ăn được 3 trứng hột vịt lộn. Thì 5 phút thì 3 cái trái bắp. Thì trong khi đó Hương chỉ mới được có 1 trái rưỡi thôi. Thì giờ cái phần thưởng này là thuộc về thím hai. Thế con không tiền con lần cuối. Con kêu cha, kêu cha vô đấu với thím hai nha, không chịu. Rồi cho cha. Trong 2 vòng 1 phút 30 giây hả? 1 phút 30 giây. Ăn được 3 trứng hột vịt. 3 trứng hột vịt. Ba trái bắp thì thấy ban giám khảo thì vừa qua thì thấy thím hai nó quá xuất sắc. Cái phần thưởng này của thím hai là nhận là được quyền thím xài gì xài. Rồi giờ tôi giao cái huy hiệu là cái trứng vịt, một cái trái bắp. Thím hai sẽ chuẩn bị trước, bữa nay là thím hai không có chuẩn bị nữa mà vậy đó. Chuẩn bị mà vậy đó. Thím hai mà chuẩn bị trước đó là thím hai sẽ ăn nhiều hơn nữa. Rồi chứ, rồi là xin kết thúc rồi đó nha. Rồi. Nước tôi uống một miếng đi. Cho nó tiêu chút coi. Video rất là vui. Thì mấy thím trong xóm cùng nhau lại ăn uống nhiều. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết video của Hương. Thì cô chú anh chị nào mà có đăng ký kênh của Hương thì cho Hương xin một nút like, một nút đăng ký để Hương có tinh thần ra nhiều video nữa. Chào tạm biệt cả nhà. Chào tạm biệt đến mai. Chào tạm biệt cả nhà. Trời ơi con cười.